Scandal là không thể tránh, mỗi khi người ta nói về anh và án phạt không phải ngoại lệ, đó là hậu quả mà anh phải lãnh. Là cầu thủ người Uruguay khiến đối thủ ai cũng khóc thét, đó không lạ với người hâm mộ gã ăn thịt người mang tên Suarez. Là đội trưởng của Ajax, anh khởi nghiệp tại đấu trường này, vẫn niềm tin ở nơi sân cỏ, gia nhập đội tuyển của Uruguay đạt danh hiệu vô địch quốc gia vào mùa giải 2006 và nâng vị thế trên trường quốc tế, tạo được danh tiếng cho anh về sau. Chuyển sang chơi cho Liverpool, tạo ra nhiều chiến thắng lừng lẫy, nhờ phong độ và sự ổn định anh khoác trên mình chiếc áo số 7, sự năng nổ và đầy tinh quái đã giúp anh tung hoành ngang dọc, và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, anh vướng vào chuyện phân biệt chủng tộc. Scandal không dừng ở đó, anh tiếp tục bị cấm 10 trận vì đã cố tình cắn tay hậu vệ của đội Chelsea phải nằm trên sân. Anh cho biết thời còn niên thiếu, anh thường bị bạn bè bắt nạt và đã dùng răng cắn lại đối thủ, hạ gục từng tên xem như trừng phạt. Có kỹ thuật cá nhân rất tốt, anh đã trở thành một ngôi sao, giúp đội bóng mang về thành tích bằng vô số những pha kiến tạo. Với phong cách thi đấu vượt trội, anh đi bóng như là nhảy múa, giúp quốc gia đi vào bán kết nhờ đây chính là bàn tay của Chúa. Chiếc răng xù thỏ nhìn nho nhỏ rất đáng yêu. Tránh xa anh ra nếu bạn không muốn là mục tiêu. Cắn vào vai của Chiellini vào World Cup 2014 bị cấm thi đấu 9 trận quốc tế, anh nhận hậu quả là hơi bị thốn. Anh chuyển sang chơi cho Barca với bộ 3 MSN, đúng phong cách xứ Catalan với những trận cầu vô cùng công hiến. Anh vừa nhận được chiếc giày vàng trong sự nghiệp thi đấu của mình và có kết quả được như hôm nay là cả quá trình cống hiến hy sinh. Chúc mừng Suarez là lời nói từ Evra. Không dừng lại ở đó, anh muốn trọn đời với Barca. Cùng với Messi, anh muốn trở thành kẻ hủy diệt với lối đá tiki-taka để cho mọi người thấy khác biệt.